Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay lên sóng với bác một số bộ cần câu lua chính hãng của Daiwa các bác nhé. Máy 2500 và cần thì có độ dài từ 1m65, có độ tương độ cứng UL cho đến 2m1, độ cứng MH. Bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Các bác lấy thì sẽ có một bộ này gồm có một cần, một máy, một dù, một cuộn dù 1.0 100m và tặng kèm một nhái nhé, tặng kèm một nhái. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Đây, chúng ta sẽ có các bộ cần như sau. Đầu tiên nó sẽ có hai bộ Swiftfire 1m95 và 2m1. Đấy. Đồng giá các bác nhá, đồng giá nhá. Thì chúng ta có hai bộ, đầu tiên là hai bộ Swiftfire 1m95 và 2m1 các bác nhá, 2m1. Đấy, đồng giá là 840.000 bộ. Đấy, đồng giá là 840.000 nhá. Đấy, kèm một cuộn dù X8. Đấy, dù chuyên câu lua 1.0. Tải mắc là 12,6 kg này. Đấy, tặng kèm một con nhái, tặng kèm một con nhái như này. Các bác nhá. Đấy. Đấy, bác nào cần bộ đầu tiên thì hai bộ đầu tiên thì alo cho em nhé, có hai độ dài cho bạn lựa chọn 1m95 và 2m1 nhé. Đấy, bộ tiếp theo chúng ta có bộ tiếp theo là bộ thứ ba này, là cũng là một cần Daiwa màu vàng em nhé, tí nữa vào chi tiết cho bác luôn, màu vàng nhé, giá là 890.000 nhé, cũng một cần, một máy, một dù và tặng kèm một nhái nhé. Bộ thứ tư là 1.080.000 nhé, 080.000. Bộ thứ năm là cần UL dài 1m65 nhé, 1m65, giá là 1.490.000, 1.490.000. Và bộ cuối cùng là dài 2m1, độ cứng M, đấy, giá là 1.540.000, 1.540.000 nhé. Bây giờ vào chi tiết từng bộ nhé. Đấy, giá thì mình đã nói rồi, các bạn nào nghe chi tiết rồi đấy. Đây. Đấy, chúng ta sẽ có một con máy Chicafork 2500B. Đấy. Nói chung là anh em tập câu lua ấy, các thứ hoặc mới chơi trước các thứ, chơi những dòng này nó rất là vừa túi tiền. Đấy. Cối kim loại nhé. Cối kim loại này. Đấy. Cối kim loại này. Về thông số này. Đấy. 5.3:1, trọng lượng là 280g. Đấy, tốc độ dây là 79 cm nhá. Còn về dù anh em biết rồi nhé, đây dù này 1.0, anh em có thể lựa chọn dù cao các size từ 1.0 cho đến 1.5 đến 2.0 nhé, đã có 3 size mẫu này, hoặc có thể là đổi sang dù khác thêm một chút tiền nữa tùy anh em nhá, nhưng ở mẫu này là như vậy. Đấy. Cần thì gồm có hai mẫu 1m95 và 2m1. Swiftfire 662MF và 702MF. Về thông số kỹ thuật đây. Đấy, thông số kỹ thuật đây. Độ cứng con này là độ cứng M nhé. Đây. 702M. Đấy, độ cứng M này. Về thông số này. Đấy, thông số tải cá từ 6 đến 14 LP. Đấy, tương đương khoảng độ 6-7 kg. 6-7 kg mà tải này thoải mái. Cái gái anh em dùng cần này câu lua hoặc là đánh lăng xê được nhá, nó là cần hai khúc nhá, cần hai khúc này. Thôi nhá. Đấy. Cần hai khúc này. Con đầu tiên thì đi với dàn khoen khoen của nó là khoen một chân hết anh em nhé. Khoen một chân này. Đấy. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoen. Cả lô đấy nhé. Là tổng cái cây 1m95 này là 6 khoen nhé. 6 khoen nhé. Còn sang cây 2m1 này. Cây 2m1 đây. Đấy, cán thì là cán bằng gỗ nhé. Cán bằng gỗ bần này. Và các mẫu này đều sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Việt Nam nhé. Đây. Đây, Mai in Việt Nam này các anh nhỉ, cán gỗ bần này.
Cây 21 này thì cũng có 1, 2, 3, 4, 5 và cũng 6 khoen, đều nó khoen một chân nhé, khoen một chân các bác nhé. Đấy. Đấy, tiếp đến đến với bộ cần tiếp theo nhé. Bộ cần tiếp theo thì các bác này, máy thì vẫn là máy Daiwa Strixfor 2500B thôi, chỉ khác cần thôi. Bộ thứ ba thì đi với lại một cần Crossfire vàng 702MS đấy, nha. Cũng là độ cứng M nhé, độ cứng M nhé, đấy, độ cứng M. Tải cá từ 6 đến 15 LP đấy, cũng tương đương khoảng tầm độ 7 đến 8 kg. Chất liệu thì nhớ các bác nhớ nó là carbon này này đấy, tránh điện, tránh sét nhé đấy. Nói chung là đánh lua thì phê, độ cứng M đánh rất là phê luôn. Đây, hàng chính hãng đây. Đấy, xuất xứ Việt Nam. Mẫu này cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Việt Nam nhé. Đây. Mã của nó đây. Đấy, Crossfire CE702MSD này. Đấy. Đây. Sản xuất tại Mai Việt Nam này. Đấy, hàng chính hãng nhé. Đấy, bộ thứ ba này thì các bác biết rồi. Hai bộ đầu thì có giá là... Hai bộ đầu tiên, số 1, số 2 có giá là 840.000 nhé. Bộ thứ ba này có giá là 890.000 nhé. Các bác nhớ là gồm một cần này. Một cần này, một máy này. Đấy, một máy này, một dù và tặng kèm một nhái nhé. Tất cả các bộ đều như vậy hết. Nhé. Tất cả các bác lấy bộ nào cũng sẽ như vậy hết. Sang bộ cần thứ tư nhé. Bộ cần thứ tư thì là giá là 1.080.000 đây. Nó đi với cần này, máy như trên. Đi với cần Crossfire X702MH. Đấy. Cái này thì có độ cứng là MH nhé. Đấy. Độ cứng là MH. Các chất liệu carbon này, xoắn toàn thân các anh nhìn này. Đấy. Carbon xoắn tít lừ rồi. Anh em nào lấy rời cần cũng được nhé. Đây, về dàn khoen này thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khoen nhé. 7 khoen một chân. 7 khoen một chân hết. Đấy. Đấy, hàng chính hãng luôn. Chất liệu carbon. Độ dài là 2m1 nhé. Độ dài 2m1. Độ dài là 2m1 này. Bộ thứ tư độ dài 2m1 này. Quên bộ thứ ba này. Bộ thứ ba cũng là 2m1 nhé. Bộ thứ ba cũng là 2m1 nhé các bác nhé. Đấy, cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoen. Bộ thứ ba cần gồm 6 khoen nhé. Khoen một chân nhé. À, khoen một chân hết này. Sang bộ thứ năm này. Đấy, bộ thứ năm này. Bộ thứ năm thì đi với máy. Vẫn máy Strixfor 2500B nhé. Đấy, đi với cần là giá là 1.490.000. Thì cần đây là cần UL 1m65. Đấy, cần UL 1m65. Thiết kế rất là đẹp luôn. Đấy, cần UL 1m65 đây. Aris cần Ari IR hay IRX, IRX UL mã là 562. Đấy, tải 1 đến 4 LP, có nghĩa con UL này tải cá khoảng tầm 2-3 kg đổ lại, 2-3 kg đổ lại, dòng rất là phê luôn. Đấy. Thích hợp cho anh em đánh nuôi suối. Đấy. Nuôi suối đánh cả cá nhỏ lẫn cá khoảng 1-2 cân, thậm chí 3 cân, anh em dòng vẫn ok mà. Đấy. Nhưng mà tải an toàn của nó là trong vòng khoảng tầm độ 2 kg đổ lại để tải an toàn. Còn dòng thì anh em có thể dòng 3-4 kg cũng được. Đây. Đầu bu thì là chống xoắn cước vào đây. Đấy, chống bị mắc cước vào đây. Đấy, cần thì cần này. Chất liệu carbon này. Đấy. Rất nhẹ và đẹp. Khoen thì khoen một chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 khoen nhé. 1m65, dài 1m65 này. Thiết kế không phải chê đâu được. 1m65. Rất đẹp luôn. Hàng chính hãng Daiwa nhé. Đấy, cho anh em lua suối hoặc lua cá nó không quá to.
tầm khoảng độ 2 ký đổ lại nhé. Anh em chơi rất là ok luôn. Tí em sẽ lắp những dàn máy khác nó cao hơn nhé. Ở đây chúng đang lắp con máy rẻ nhất. Các bạn nhớ là vẫn là một cần, một máy, một dù nhé. Và bộ cuối cùng, bộ cuối cùng này cũng giá 21, có giá là 1.540.000. Đây. Cũng gồm một cần, một máy, một dù, tặng kèm một nhái. Cần vẫn cần RX702M, độ cứng M nhé, dài 21, tải cá từ 6 đến 15 MLP, cũng là cá từ 3 cho đến khoảng 7-8 kg. Chất liệu carbon này anh nhìn này. Đấy, dàn khoen của nó là khoen một chân hết nhé, khoen một chân. Có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. Đấy, tất cả các đầu alo đều là đầu alo để tránh tình trạng bị xoăn cước vào đầu này, bị quấn cước vào đầu này. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé. Đấy, bác nào cần mẫu nào thì alo. Đấy, cần chi tiết cụ thể mẫu nào thì cứ alo cho em nhé. Đấy, các bác nhớ là mỗi bộ này đi kèm là một cần, một máy, một dù và tặng một nhái nhé. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video. Hiện tượng bị lừa đảo, đấy, mạo danh trục lợi bên Giang Trường Fishing, thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại như trên màn hình này, 0961 932 218, và số điện thoại 0819 543 331, và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang, đấy, số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang, và Trần Việt Dũng, số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang. Đấy. Bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác là không giao dịch. Đấy. Không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dùng hai số điện thoại trên coi nhé, cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân, phụ kiện câu cá, và giao dịch bằng hai số tài khoản. Đấy. Một là tài khoản Trương Thị Giang của Vietcombank, và hai là tài khoản của Trần Văn Dũng, Agribank. Đấy. Đấy, bác nào mà nhận được mà thông báo của bất kỳ bên nào, đấy, mạo danh thì bác né nó ra nhé, để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của Giang Trường Fishing. Đấy, thì tất cả các video của Giang Trường Fishing sẽ được gắn cái video này ở phía đầu. Đấy. Để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh, vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá. Các bác bị lừa vừa mất tiền vừa bụng mình, bên em lại mất uy tín. Trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng, cũng khách hàng quen, thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới. Thế nên cái này em cảnh báo cho tất cả anh em, từ khách hàng cũ đến khách hàng mới, các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé. Đấy, trân trọng cảm ơn các bác. Đây là hàng của bạn Phan Văn Bình ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Còn đây là của Nguyễn Hữu Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.